tôi rất hạnh phúc khi quen được anh. Nhưng trái tim anh lại thuộc về người khác. Tôi sẽ đổi mạng sống của anh ta, lấy sự im lặng của cô. Nếu không vì kẻ đó, cả cha đẻ và cha nuôi của tôi không phải chết. Tôi không thể tha thứ cho những chuyện đó được. Ta sẽ bắt ngài phải trả giá. Người y của hoàng đế phát sóng lúc 12 giờ mỗi ngày từ ngày 3 tháng 7 năm 2014, duy nhất trên kênh Let's Việt.